Vừa qua tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN đã công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng thành viên Tổng Giám đốc Tập đoàn. Tại buổi lễ, ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương đã trao quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên và ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn cho ông Nguyễn Vũ Trường Sơn. Phát biểu tại lễ nhậm chức, trên cương vị mới, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn đã đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm của tập đoàn hiện nay là tập trung các giải pháp về con người, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, tái cơ cấu và quản trị doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả, duy trì kế hoạch đầu tư các dự án trọng điểm đến năm 2020. Trước mắt cân đối dòng tiền, kế hoạch huy động vốn để kịp ứng phó trước diễn biến giá dầu đang ở mức thấp, thực hiện các hoạt động dầu khí gắn liền với bảo vệ chủ quyền biển đảo.